来乐游半天，快去半天，开心顷刻接送，回头便知，随便说话快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边，与你每天，家中那些温暖，从来都不缺，全力去做你的完全，让你出发好每一天。Ngon lắm đó. Chị hai đang làm gì vậy? Không phải ba kêu em ra ăn cơm, em không biết chị về đâu. Thấy rõ là đang biên kịch gấp rồi. Em đừng có làm phiền chị ấy trừ khi em muốn chết. Biên kịch gấp thì đừng có lên ăn cơm nữa. Giống như đợi khám bác sĩ vậy. Không lên tiếng cũng không chào rồi hỏi bà chú. Luôn. Ông chú vậy là ông không biết rồi. Má con giống như đang bế quan không muốn lên. Như ông ngoại thì nói lâu rồi không gặp má, nhớ má lắm. Lại nấu những món ăn mà má thích ăn nhất, cho nên hết cách rồi, đành phải bị ép lên đây thôi. Số 6 Hùng Thương Thiện tới lượt cô rồi. Im lặng đi. Bé hai ơi, ăn cơm đi. Chúc anh, Thiện đang biên kịch gấp, đừng làm phiền cô ấy. Cơm và đồ ăn tôi cũng gấp cho cô ấy rồi, để tôi lo. Được rồi, vậy mình ăn cơm trước hả? Anh hai à, còn đợi cái gì nữa chứ, thiệt tình. Đừng để bụng đói, tới giờ ăn cơm rồi. Đói chết chuyện nhỏ thôi, mất mặt là chuyện lớn. Hôm nay tới được đây, anh sẽ thẳng đứng bước vô, nằm ngang đi ra. Ba người đó phản ứng mỉm cười nham hiểm. Nè, hồi nãy mọi người có để ý cách ăn mặc của anh Triều Dĩ không? Tồi tệ lắm, sọc sợi đụng sọc ngang, quần màu kem đụng giày màu trắng. Không thấy như vậy, phong cách cũng giống như con thôi mà. Ăn thêm đi chú. Em thì đoán là quỷ xin nghỉ phép, còn chị hai thì bận biên kịch, không ai lo cho ảnh. Không chỉ như vậy, bình thường Triều Dĩ lên đây đều có mua chút đồ mới lên, nhìn coi hôm nay đi. Đi hai tay không lên đây đó. Wow. Còn nữa nha, con nghe nói hôm nay anh Triều phải gặp ký giả, nhưng ảnh lại quên mất tiêu đó. Thất hẹn. Đúng vậy. Sai sót như vậy. Thì đó. Không phải chứ. Sai sót còn nhiều hơn nữa. Mấy bữa nay tôi mới phát hiện tiền điện, nước, ga toàn bộ quên đóng, làm cho hai hôm nay không có điện, không có nước, phải ở nhà của Thiện tạm. Chuyện lạc vặt như vậy bình thường thì quỷ làm giùm tôi. Ai ngờ nó xin nghỉ phép đi du lịch vòng quanh thế giới với lại cô giả Minh Viên. Tôi cũng không biết là khi nào nó về nữa. Vậy đoán trúng rồi đó. Thật ra anh Triều có thể tuyển thêm một trợ lý khác nữa mà. Đâu có dễ vậy đâu. Ê, Thanh An, có hứng thú qua đây làm trợ lý cho tôi không? Tôi làm trợ lý cho anh hả? Nó còn phải đi học nữa. Làm bán thời gian được rồi. Lương của quỷ bao nhiêu tôi trả cho cậu bấy nhiêu được không? Cái gì? Lương tháng của anh quỷ? Đúng. Oh my god, con giàu to rồi ông ơi. Tôi làm nhanh chịu. Con có nhiều việc bán thời gian vậy sao mà làm được chứ? Đúng vậy, năm nay là năm cuối của con rồi. Con muốn không tốt nghiệp được hả? Nè, thứ nhất, con có thể nghỉ hết những việc bán thời gian khác, chỉ chuyên tâm làm trợ lý cho anh Triều trước. Trung tâm vậy Cam. Con xin nghỉ phép được mà. Thứ hai, con không có yêu cầu tốt nghiệp hạng nhất hay là hạng nhì gì hết, vì con cho rằng con không thể nào tốt nghiệp được đâu. Nhưng mà không phải cậu muốn là được, cũng phải được sự đồng ý của lãnh đạo cao nhất Hùng Gia mới được chứ. Ông ngoại, nếu như anh muốn Thành An nó làm trợ lý cho anh, trên nguyên tắc thì tôi đồng ý. Yeah, đúng. Lý do là nói chung cũng là người một nhà. Thứ hai, nếu như anh có thể dẫn nó đi mở mang tầm nhìn, vậy thì càng tốt hơn, đúng không? Không vấn đề gì rồi, lãnh đạo cao nhất cũng đã đồng ý. Ngày mai đi làm. Ông ngoại dặn tuế, anh Triều dặn tuế. Yeah. Chào buổi sáng anh Triều. Chào cậu. Đây là phần ăn sáng của anh và má nè. Cảm ơn. Không có gì. Đây là áo mà hôm nay anh phải mặc. Hồi nãy khi tôi đi tới tiệm giặt ủi lấy đồ cho anh, sẵn phối luôn cả giày và đồ trang sức cho anh nè. Tôi để trong này hết luôn đó. Tốt. Phải rồi anh Triều à, tôi đã giúp anh xin mở lại điện nước và ga rồi, nhưng mà phải mất 2 ngày làm việc thì mới có hiệu quả được. Làm việc có hiệu quả tôi nha. Tôi nên làm vậy mà. Phải rồi, tới giờ ăn sáng rồi, để tôi đi gọi má về giúp anh nha anh Triều. Ê nè nè Thành An. Má của cậu tối qua thức tới nửa đêm, để cô ấy ngủ thêm chút đi. Dạ. Anh Triều à, phần ăn sáng tôi chọn cho anh là phần ăn kiểu anh, với lại một ly double espresso ít sữa. Hy vọng hợp khẩu vị của anh nha. Quá hợp luôn. Bây giờ tranh thủ anh còn chút thời gian để tôi nói một chút hành trình của ngày hôm nay có được hay không vậy? Trước 11 giờ anh phải có mặt tại văn phòng, tại vì 11 giờ 15 anh phải họp với hãng phát hành. Trước khi họp, anh phải xác nhận lại lịch trình của cậu Hòa với lại người quản lý của cậu ấy. Và anh cũng biết cậu Hòa rất là hay giở trò khi mà sau đó anh có 45 phút đi họp và 12 giờ anh phải ngồi xe từ công ty đi. Sau đó tới khách sạn Trường Đảo, anh cũng có một cuộc họp ở đây.
Sau đó thì anh ngồi xe 45 phút. Trong lúc này anh có thể về tới nhà tắm rửa và đi ngủ một chút. Hành trình cả ngày đại khái là như vậy đó. Anh Triều à, vì lý do hành trình hôm nay của anh có hơi gấp rút một chút, để tránh anh quên những chi tiết, tôi đã làm cho anh một tấm tiếp nhỏ, trong đó có ghi rõ thời gian, địa điểm và gặp gỡ những ai. Tốt lắm, trợ lý như cậu hay quá. Chứ để má cậu hay chửi cậu. Nói thiệt chứ, lúc đầu tôi cũng có chút lo lắng. Tôi hiểu mà anh Triều. Thật ra những chuyện này là từ nhỏ tôi đã làm giúp cho má của tôi rồi. Chẳng qua là má thành thói quen nên thường chửi tôi phế. Nhưng thế nào đi chăng nữa thì có anh Triệu ở đây biết tôi tốt, tôi thật sự quá vui mừng luôn. Tôi thật sự rất thích làm trợ lý cho anh đó anh Triệu. Có thích thiệt không? Thích lắm luôn đó. Vui mừng lắm hả? Dạ đúng. Bánh kem phô mai của khách sạn Trường Đảo. Nè nè nè, Đài Loan nổi tiếng món lửa vịt nè. Món kem xoài được vận chuyển từ Philippines qua tới đây nè. Wow. Tất cả đều do Triều Dĩ cho người đưa tới đây đó. À, tối nay ảnh lên đây ăn cơm hả? À. Triều Dĩ tặng quà thì ba quen rồi. Ừ. Nhưng hôm nay tặng đều là những món hợp khẩu vị của chúng ta không đó. Hey, xin chào mọi người. Hey. Ồ, sao mọi người có phải rất thích những món quà này hay không hả? Rất hợp ý của mọi người. Đương nhiên rồi, những món quà này là con giúp cho anh Triều chọn cho mọi người kia mà. Hả? Hợp ý đúng không? Thật sự Thành An giúp được việc cho tôi lắm đó. Giúp được cho anh thì tốt rồi. Nhưng mà hôm nay có ăn mặc sao kỳ cục vậy? Đầu tóc lộn xộn hết trơn vậy hả? Nghe cách ăn mặc của con quá phô trương. Thật sự quá phô trương. Giống y như xã hội đen vậy đó. Ừ, không phải chứ. Con đã chọn bộ đơn giản nhất rồi đó. Bộ đồ này là anh Triệu tặng cho con đó. À, chuyện là vậy. À, tại vì sau này Thành An sẽ cùng tôi tham dự những sự kiện lớn nhỏ. Tôi thấy bình thường cách ăn mặc của nó trẻ con giống như sinh viên vậy. Như vậy không được đâu. Nên tôi đã chọn cho nó mấy bộ đồ đẹp, cường quá tạo hình của nó. Như vậy là quá ok rồi. Vậy cũng ok. Con cũng không ngờ con có thể thích hợp phong cách như vậy. Cảm giác con bảnh trai lắm. Xem ra con làm trợ lý cho anh Triều rất vui ha. Vui mà. Công việc này vừa nhẹ nhàng tự tại, lương lại cao nữa. Tôi làm suốt cả cuộc đời cũng cả được. Cả cuộc đời cũng không sao. Cả cuộc đời cũng không sao. Yeah. Cả cuộc đời cũng không sao. Hey, Mary Hùng. Gì vậy? Ba người bị sao vậy hả? Cười gì mà nham hiểm quá đi. Trời, cô nhìn họ lắc qua lắc lại, chắc không phải là chuyện tốt lành rồi. À, không đâu. Chị muốn hỏi cô đây có phải là cháu trai của cô không? Thật sự theo đuổi được Băng Băng hả? Thật sự là có tiền đồ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đồ đây chú coi. Wow. Quả thật là Kim Thành An. Nó làm gì vậy? Để coi cái coi. Cùng ăn, cùng uống, cùng thử đồ. Thành An thật sự có diễm phúc thiệt nha. Wow, thật sự là ba cùng đó. Không biết sau đó có gì nữa không nữa. Thành An còn trai tráng. Anh nói không có sao đó, cũng không ai tin đâu. Mary à, cháu của cô lợi hại thiệt đó. Cô Băng Băng này chuyên để ý đến con nhà giàu thôi. Mấy người làm ơn, đừng có nói bậy nữa. Kim Thành An đã có một người bạn gái tốt lắm rồi. Thì đó, bây giờ nó là trợ lý của ông chủ công ty điện ảnh. Phục vụ mấy diễn viên này chắc do nhu cầu của công việc thôi. Mấy người, đừng có suốt ngày nghĩ Kim Thành An hư như vậy. Hay nghĩ đến chuyện bậy lắm. Gì mà bậy chứ? Vì nữ diễn viên giải quyết những nhu cầu công việc là nguyện vọng lớn nhất suốt đời này của ba chúng tôi. Ông chủ đó còn tuyển trợ lý không vậy? Tôi cái gì cũng làm được hết đó. Tôi thật sự muốn dạy cổ liên quan tới IT đó. Tạp chí thường hay tự bịa đặt mà. Không phải tự bịa đặt đâu, là Cung Diệp tự nói với chúng tôi ở trong nhóm chat kia mà. Nè nè, Cung Diệp nói thấy những gì? Anh nói hôm qua mới xuống máy bay tới Full World Club bàn công việc đó. Nè cô cẩn thận một chút nha, sao mà uống xỉn quá vậy? Thành An. Anh mới xỉn đó. Thành An. Chật quá chật quá. Mary à, cháu của cô đúng là không kinh thường được. Vậy có thể Kim Thành An đi gặp khách hàng chung với Triều Dĩ nên mới uống sai thôi. À, đúng vậy, nó ôm hai cô kia về có thể là Triều Dĩ kêu nó tiễn hai cổ về trước thôi. Chắc là nhu cầu công việc. Chúng tôi cũng có nhu cầu công việc vậy. Nè, đừng nói tôi keo kiệt nữa. Hôm nay đãi hai cậu món ngon. Cái quán này một dĩa cơm heo quay thôi cũng hết 80 đô rồi. Món quay của quán này nổi tiếng lắm. Mấy người nhà giàu thường hay kêu tài xế tới đây mua mang về đó. Mấy tạp chí nói đại mỹ nhân Gia Hân thích tới quán này ăn món quay lắm luôn đó. Ông chủ của tôi trước đây có đặt hai con heo quay. Bây giờ anh mới nói với tôi là không có. Anh giỡn mặt hay sao hả? Do số lượng heo tới ít hơn nên chúng tôi cũng không còn cách nào. Sao lúc anh lấy tiền thì nhanh như vậy? Hay là chặt tay của anh xuống đi. Có chuyện gì từ từ nói đi. Những món heo quay của tiệm này ngày hôm nay tôi sẽ mua hết toàn bộ. Vậy sao tôi làm ăn đây? Anh sợ không được làm ăn hả? Vậy thì để lại bàn tay của anh đi. Chú Căng, cháu ngoan của ông sao trở thành như vậy vậy? Sao giống như đại ca xã hội đen quá vậy? Được rồi, được rồi. Nhanh lên.
chắc là do nhu cầu công việc, mình không nên làm phiền nó. Thôi đi chỗ khác ăn đi ha. Cứ vậy đi. Tâm Như, Bunny, chuyện gì vậy? Tôi muốn hỏi tối qua Thành An có về nhà không? Tại sao cô lại hỏi như vậy? Dạo gần đây tôi kiếm ảnh, ảnh cũng mặc kệ tôi. Tôi gọi cho ảnh không bắt máy, nhắn tin thì không đọc không trả lời. Tôi đã để lại lời nhắn kêu ảnh kiếm tôi, nhưng cũng không thấy ảnh luôn. Tôi cũng rất muốn biết cái thằng quỷ đó rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Thì đó, tôi gọi cho ảnh, ảnh không trả lời. Tôi định đợi ảnh trước cổng trường, ảnh mới tan học á, thì y như mũi tên bắn vậy, ông cái chạy đi kêu hoài ông không trả lời. Tôi đã 3 ngày 3 đêm không có giao lưu gì với Thành An rồi. Lịch sử từ đó tới giờ chưa bao giờ có chuyện gì lạ lùng như vậy hết đó. À, chắc là mọi người biết bây giờ nó đang làm trợ lý cho anh Triều. Có thể là nó bận. Có bận như vậy không? Tôi không tin đó. Vậy anh Triều là người trong giới điện ảnh, nên thời gian làm việc điên đảo cả ngày lẫn đêm. Thành An là trợ lý, chắc cũng sẽ như vậy luôn. Vậy anh cũng có thể trả lời điện thoại được chứ. Chính xác. Cho dù anh không trả lời bạn gái cũng không sao, nhưng mà anh em cũng không trả lời, vậy nghĩa là sao? Nè, trước đây không phải có tạp chí chụp được Thành An hay đi chung với cô diễn viên kia sao? Sau đó còn ôm gái ở hộp đêm nữa. Không lẽ nó đã học hư rồi hay sao? Bonnie, vậy cô phải cẩn thận nha. Cô cũng biết ngành giải trí là một buồng nhuộm, trông chừng kỹ chút. Mê hoặc lớn vậy tôi sợ ảnh không nhịn được với nữ diễn viên. Nè nè, mọi người đừng như vậy. Thành An không phải như vậy đâu. Chắc cũng là do nhu cầu công việc thôi. Ba ơi khoan đã. Hả? Chị Hai đang bế quan biên kịch, Lục Thân không nhận. Chúng ta đi vô thiệt sao? Thì đó anh Hai. Hả? Đắc tội với nó, hậu quả nghiêm trọng lắm đó nghe. Có cái gì nghiêm trọng hơn tự thấy con ruột của mình từ từ học hư chứ. Dù thế nào cũng phải vô nói với nó. Ba, con cũng đồng ý với ba. Phế Thành An tuy là có hơi phế một chút, nhưng mà nó cũng được xem là ngoan mà. Nhưng sau khi ba cho nó đi theo Triều diễn thì trở thành xã hội đen, nên trách nhiệm của ba. Trời ơi, ba cũng rất hối hận để cho Thành An qua giúp cho Triều Dĩ đó. Ba cứ nghĩ là Triều Dĩ thế nào cũng được xem như là nửa người ba của Thành An rồi. Đi theo nó chắc chắn sẽ tốt hơn. Ai ngờ nó ra nông nỗi này. Triều Dĩ cũng được xem là một nửa của xã hội đen. Thành An đi theo ảnh thì đương nhiên sẽ học theo thôi, cũng đâu có gì lạ đâu. Vẫn là nói cho chị Hai biết thôi. Có giỏi thì gọi điện tới nữa đi. Thầy nói là không cần gắn cáp nữa mà. Có giỏi thì gọi điện tới đi. Cả nhà. Nè, sao bé Hai chửi lớn tiếng như vậy? Lúc nào chị Hai trở thành người chửi thề lớn tiếng như vậy? Vậy bây giờ mình có bấm chuông không? Đương nhiên là về rồi. Không ngờ gần Triều Dĩ nhiều quá, con người thay đổi hoàn toàn hết trơn à. Về thôi, về thôi. Vậy có phải bây giờ hành động giải cứu Phế Thành An phải gác lại vĩnh viễn luôn không? Ban đầu ba tính kêu bé Hai nói chuyện lại với Triều Dĩ, nhưng không ngờ bé Hai lại trở thành người nói tục chửi thề như vậy đó. Vậy phải làm sao đây? Triều Dĩ là một loại virus, không những lây sang cho Kim Thành An còn lây cho bé Hai nữa. Lần này phiền phức rồi. Vậy có phải là chúng ta muốn điều trị cho hai mẹ con thì phải cắt đứt nguồn gốc của loại virus này hay không? Ý của chị là không cho hai mẹ con họ tiếp cận anh Triều. Vậy tức là bắt Triều Dĩ và bé Hai chia tay với nhau đó. Nè, nó có nghe mình nói hay không đây? Không hẳn là chia tay, chỉ cần giữ khoảng cách là được rồi. Chị không nghe lời của mình, chị cũng phải nghe lời của ba chứ. Ba, chuyện này nhờ ba nha. Ba, ôi trời ơi, ba cứ tưởng Triều Dĩ sẽ là nơi nương tựa tốt cho bé Hai đó chứ. Thật ra Bonnie cũng buồn lắm. Con cũng có gọi điện cho cổ, kêu cổ lên họp với mình, nhưng cổ không chịu, nói mình không có tư cách quản Thành An. Tối vậy ai tới vậy ta? Ủa, hiệu trưởng Đàm. Hiệu trưởng Đàm. Kim Thành An, cậu mau ra đây cho tôi. Hiệu trưởng Đàm, có chuyện gì vậy? Tôi phải đập bể cái đầu của Kim Thành An. Có phải anh có hiểu lầm gì với Thành An hay không? Ông chiều chuộng nói như vậy, trước sau gì cũng hại chết nó. Khoan đã, Kim Thành An đã làm gì mà khiến hai người nóng giận như vậy? Thì đó, hồi đó tới giờ tôi với Dung Nghi có thói quen tập thể dục. Sáng sớm tinh mơ, không một bóng người, không khí cũng trong lành một chút. Người này đi không vững lại toàn mùi bia rượu, chắc là bơm nhậu rồi. Nè cậu An, ổi ra hết sẽ khỏe hơn nhiều đó. Rượu vốn là vật xuyên tạc bụng ruột, ít có thể di tình. Nhưng nhìn cách ăn mặc của hai người là biết tiểu sắc tài khí rồi, là tiểu nhân phàm tục đó. Có toilet không? Tôi muốn đi toilet. Đều là đàn ông, bên trong kia kìa, đi đi.
Anh Đức, nó không phải Kim Thành An sao? Sao nó lại ăn mặc như vậy, còn làm hành vi vô đạo đức, mất vệ sinh, vô liêm sỉ như vậy? Nếu như anh đây không nhìn lầm, người đứng kế bên chính là bạn trai của mẹ nó Hùng Thượng Thiện. Gia giáo của họ tệ như vậy, hèn chi dạy ra một Kim Thành An như vậy đó. Có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tôi sợ dục anh nhà tôi trước sau gì cũng bị nó đầu độc thành một người thô lỗ đó. Còn nữa, tôi hảo bà phát hiện những thứ không thể bỏ qua được. Hả? Rượu của ông. À, cảm ơn. Là Thành An. Wow. Còn nữa, tôi tới thông báo trong một tiếng, Dục Anh nhà tôi sẽ cắt đứt quan hệ với Kim Thành An. Nó dám làm phiền Dục Anh nhà tôi sẽ đập bể đầu của nó. Hiệu trưởng Đàm, thật ra chúng tôi cũng rất hiểu tâm trạng của ông. Nhưng chúng tôi cũng đang nhức đầu là làm sao giải tốt cho Thành An đây nè. Hai người cũng biết bản chất Thành An nó không có xấu, hay là vậy? Cho tôi chút thời gian đi có được không? Ba ơi, không được đâu. Ba gọi cho anh Triều đi. Vậy á. Ăn bánh đi. Chú tự ăn đi. Triều Dĩ hả? Chú Cần nè. Anh đã ở đâu vậy? Ủa, Triều Dĩ. Dẫn cả nhà tới thăm con hả? Chúng tôi không phải tới thăm. Chúng tôi chỉ muốn hỏi anh. Anh đã lớn như vậy rồi. Nếu như bé hai không nói anh, tôi cũng không có quyền quản lý anh. Điều tôi muốn nói với anh là anh không lý nào lại dạy hư cháu của tôi như vậy được chứ. Cái gì? Thì đó, còn dạy bé hai chửi chúng tôi bằng lời tục tiểu nữa. Hai vợ chồng tôi không bao giờ tới những khu đèn xanh đèn đỏ có hại danh tiếng như vậy. Nhưng mà tôi phải đích thân dạy Kim Thành An một bài học, bắt nó cắt đứt quan hệ với Dục Anh nhà tôi. Thật tình tôi không hiểu mọi người nói gì hết đó. Anh Triều à, chúng tôi lên phòng trước nha. Được, lên đi, lên đi. Ông à, sao mọi người tới đây hết vậy hả? Con có biết con đang nói gì không hả? Lên phòng trước. Có chuyện gì vậy? Thành An à, ông thất vọng về con lắm. Con làm vậy không thấy có lỗi với Bonnie sao? Đúng vậy. Hôm nay tôi thay mặt Dục Anh giải cho cậu một bài học. Có phải mọi người hiểu lầm gì không? Hiểu lầm đó. Tôi có kêu Thành An lên phòng, nó phải làm việc, nó phải đóng phim mà. Nhìn đi, đây là tạo hình của nó nè. Tạo hình. À, anh Triều à, chúng tôi lên phòng trước nha. Nè, nhìn đi, nguyên cả đoàn phim ở đây hết đó. Mọi người đang đóng phim hả? À, không phải đâu Triều à. Anh rõ ràng kêu Thành An làm trợ lý mà sao lại thành đóng phim thì đó. Thực ra bộ phim chúng tôi đang quay tên là Tiếu Khẩu Tổ Phong Dân. Có một diễn viên lá cải không đến. Tôi thấy ngoại hình của Thành An thích hợp, cho nên cho cơ hội cho người mới. Diễn tốt lắm à. Tôi cố gắng lắm rồi. Mà khoan đã. Vậy nhân vật của Thành An là nhân vật thế nào? Con nhà giàu. Nè mọi người nhìn nè, tạo hình này có giống không hả? Vậy có nghĩa là những hình ảnh tạp chí đăng con và nữ diễn viên đi mua đồ và cung Diệp đã gặp con ôm gái trong thang máy đều là đang đóng phim hả? Dĩa. Nhưng cung Diệp sao không nói là thấy đoàn phim vậy ta? Cảnh đó nói là con và hai cô này bị bọn ký giả sang tin chụp lấy kia mà. Những đầu quay đã cài sẵn những chỗ kín hết rồi. Ok thì quay được thôi. Con thấy cung Diệp có chào hỏi con, nhưng mà con chuyên nghiệp mà. Đạo diễn chưa nói ngừng con đâu có ngừng được. Vậy sao cậu gửi những hình ảnh không đàng hoàng đó cho người khác hả? Đúng vậy. Phải đó. Con chỉ có gửi hình phim cho Chu Lăng Lăng và Tráng thôi. Nhưng chỉ gửi cho hai người đó thôi mà. Lần đầu tiên con đóng một nhân vật có tên ở trong điện ảnh, tất nhiên phải chia sẻ với lại anh em của con rồi. Ồ, con gửi nhầm trong nhóm chat hả ba hả? Trời đất ơi. Thì ra chỉ là hiểu lầm thôi. Được rồi, mà làm việc đi hả? Dạ. Nè, Kim Thành An, xoay một vòng coi. Tại sao vậy? Giờ thì nhìn được hơn tạo hình trước đây của con. Thực sự gì nhìn không quen. Trước đây con đã nói rồi mà, chỉ là muốn nhập vai nên con mới ăn mặc như vậy mà thôi. Con đâu có học hư đâu. Giờ làm lại chính bản thân của mình rồi. Với lại con nói với Bonnie, vì đóng phim mới vậy, cô cũng đâu có giận con nữa đâu. Lần trước á, ông ở trước cửa quán dịch quay, nhìn thấy con hù ông chủ quán, đòi chém người ta này nọ nữa. Nè, ông chắc chắn con không phải đóng phim. Con đừng nói cho ông nghe là con muốn nhập vai nên thực tập tại chỗ chuyện làm xấu người ta. Lần đó là thật đó ông à. Hả? Không phải, tại anh Triều nói là ông chủ quán dịch quay đó rất là hống hách. Nếu như mình nhỏ nhẹ mà vô đó nói chuyện với ông sẽ ăn hiếp mình. Nên khi mới vào phải hung dữ để dằn mặt ổng. Nếu không phải vậy sao con có thể mua được thịt quay ngon như vậy cho cả đoàn cùng ăn kia chứ? Đây là cái thủ đoạn bất chính đó nghe chưa? Phải. Nói chung là chúng ta cảm thấy anh Triều đã dạy hư con. Không có, anh Triều sẽ dạy hư con được chứ. Má con cũng biết mà và cũng đồng ý làm như vậy với bọn. Hai người cũng như nhau thôi. Gì mà cũng như nhau? Đang nói con đó Hùng Thượng Thiện à. Hai người như nhau, bị Triều Dĩ dạy hư, chửi thề nói tục nhân cách phân liệt.
sắp làm cả gia đình này tan nát rồi, con có biết không? Cả gia đình sắp tan nát thì con không biết, nhưng giờ của Kim Thành An thì con biết. Vậy là con đề cử nó đóng mà. Đó, thì bản con chưa? Là con viết mà. Đợt trước mà con hay ở nhà biên kịch gấp chính là đang viết bộ phim Tiếu Khẩu Tổ Phong Dân. Bây giờ viết xong rồi, bây giờ cuối cùng con cũng nghỉ ngơi được rồi, làm việc đi. Dạ. Nếu vậy con không chịu nói sớm cho mọi người biết để mọi người khỏi lo. Thì đó, bữa tụi em tới nhà chị, đứng ngay trước cửa nhà chị thì nghe chị không ngừng chửi thề. Tụi em còn tưởng chị cũng bị anh Triều dạy hư luôn. Chị không dạy hư anh cũng là may rồi. Không phải đâu, mọi người thật sự nghe được chị không ngừng chửi thề mà. Lúc trước chị cũng đâu có như vậy. Chị đang viết kịch bản của Tiếu Khẩu Tổ mà, nên khi nhập vai cũng bình thường thôi. Vậy chú hy vọng con đừng có giết về sát thủ nghe. Nếu lỡ con nhập vai quá xong rồi con giết luôn anh hai á thì sao? Em nói bậy. Yên tâm đi, dễ nhập dễ ra. Nhân vật như vậy con biết xuất vai mà. Con cũng vậy. Sao cũng được. Bây giờ ba biết được là hai đứa không có hư hỏng, vậy ba yên tâm rồi. Yên tâm đi ba. Ông ạ, thật ra ông có thể thật sự yên lòng. Tại vì công việc của anh Triều á, con đã xin nghỉ làm rồi. Nghỉ rồi? Sao vậy? Không phải là con rất thích công việc đó sao? Con thật sự rất thích công việc đó. Nhưng có một lần con với anh Triều uống say xỉn quá đã đi tiểu ở bên đường, bị hiệu trưởng Đàm nhìn thấy. Tới giờ họ vẫn chưa chịu tha lỗi cho con nữa. Họ ép con nghỉ việc hả? Không chỉ có vậy, họ còn ép con phải làm từ thiện trong việc dưỡng lão nửa năm mới không ép Bonnie chia tay với con, xem như là thời gian quan sát con đó. Thật ra thì mọi người bình tĩnh suy nghĩ lại đi, với bản chất của Kim Thành An, muốn học hư là điều không thể. Cái gì? Tại sao con hư hả?